Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube của Auto Việt Tuấn, địa chỉ 562 Nguyễn Cừ. Mình là Tuấn Lợi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Mình sẽ báo giá chi tiết từng xe một và ảnh các mẫu xe đang trưng bày bán của Auto Việt Tuấn. Đầu tiên là chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc, Sang-jong, Kozando, máy dầu bản 2 chấm, số tự động. Xe chạy được khoảng 3,2 vạn, tên tư nhân. Giá đang chào bán là 680 triệu. Còn đây chiếc Lexus LX 470 đời 2007, biển Hà Nội, 4 số từ đầu, tên tư nhân. Giá đang chào bán là 1 tỷ 050 triệu. Bên cạnh là chiếc Lexus GX350 đời 2016, màu trắng, nội thất kem, biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay. Giá đang chào bán là 3 tỷ 200 triệu. Còn đây là chiếc BMW CZ5 520i, màu vàng cát, nội thất kem, tên tư nhân, biển Hà Nội. Giá đang bán là 900 triệu. Còn đây là chiếc Mazda CX-5, máy 2.5, một cầu, màu đen, nội thất đen, biển tỉnh. Xe chạy 1,5 vạn. Giá đang bán là 870 triệu. Còn đây là chiếc Range Rover Evoque, máy 2 chấm, màu đen, nội thất da bò, biển Sài Gòn, tên tư nhân. Giá đang chào bán là 1 tỷ 300 triệu. Còn đây là chiếc Lexus GX200T đời 2016, màu đen, nội thất da bò, biển Hà Nội. Giá đang chào bán là 2 tỷ 600 triệu. Đây là chiếc Range Rover máy 3 chấm, màu xanh tím than, nội thất màu tím khoai lang, tên tư nhân, biển Hà Nội, đời 2014, giá bán là 4 tỷ 850 triệu. Còn đây cũng là một chiếc Range Rover nhưng mà bản Auto Bio, máy 5.0 cùng to, đời 2015, giá bán là 5 tỷ 050 triệu. Đây còn hàng ở dưới nữa, rất nhiều xe. Đây là chiếc chuyên cơ mặt đất này, Lexus LX570, màu trắng, nội thất kem, đời 2013, xe rất mới, đi khoảng 3,8 vạn mai, tên tư nhân, biển Hà Nội. Giá đang chào bán 3 tỷ 550 triệu. Còn đây là chiếc Toyota Prado TXL, máy 2.7, đời 2015, biển Sài Gòn. Giá đang chào bán là 1 tỷ 600 triệu. Còn đây chắc chắn là chiếc xe sang trọng và đắt tiền nhất của Auto Việt Tuấn, Rolls-Royce bản gốt, máy 6.6, động cơ V12, đời 2010, đăng ký 2012, màu đen, nội thất đen. Giá đang chào bán là 8 tỷ 500 triệu. Đây là chiếc Mercedes C200, đời 2017, màu xanh, nội thất kem, tên tư nhân, biển Hà Nội. Giá đang chào bán là 1 tỷ 200 triệu. Ô tô Việt Tuấn hiện đang còn rất nhiều xe mới về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ô tô Việt Tuấn. Hẹn gặp lại quý vị vào các video tiếp theo.